danh đêm. Leo đến lúc mà u đá. Chuỗi 15 của anh Vin chiếc bia gục. Chuỗi 15 của Vin họa mi. Chuỗi 15. Này có sập không anh? Chả biết chiến chiêu ạ. Chào Khôi lớp 7 nhá. Giờ anh thích cái tên Khôi lớp 7 của mày đấy Khôi ạ. Nó rất là đáng yêu. Chuỗi 15 của anh. Đừng làm anh mất chuỗi nhá, chiến chiêu nhá. Em chào anh Thầy Kiên nhá. Ai đây? Chuỗi. Chuỗi. Con chuỗi. Bố chăm con lên chơi game à? AD à? Mẹ thằng lỗi tai hôm nay vào tranh rừng của anh Bin luôn, căng thế. Thôi không sao, anh đi đâu chả được. Tự tin thế là tốt. Giờ ngủ 8 giờ 20 là làm sữa tối được rồi nha. Qua mấy giờ? Hả? 8 giờ cũng trong nhà. Cuộc đời vẫn như thế. À. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hôm nay là gió rất nhẹ nhàng, hôm qua là mưa. Lỗi tài tôi lên gơ lại căng nhờ, ta đang chuỗi 15 nha tài nhá. Tài ơi tài nhá. Tài ơi tài à, anh chúc 15 tài nhá. Chết
Chết, ui nó hồi máu ạ. Vai lìn. Em rất chào anh, chào Hoàng Khang nhá. Anh chào em. Vẫn ở nhà bạn ạ. Our Dragon Lane Tower is under attack. Mẹ nhà nó chứ con đi ra có đẩy cây thế. Thật tung giấy. Oh, I'm beautifully sane. Anh thọt tung giấy rồi em ơi. Thầy tỏ tung giấy cho chị ơi. Thầy lai chim tí căng thế chị. Đuôi tí tay ơi, đuôi tí tay ơi. Barin xuống giờ tay. Em mày không nhìn gió à? Chả ném thêm tài ơi. Chết con mẹ rồi chị ơi. Đừng nhìn thấy gì nha anh em, đừng nhìn thấy fan này của tôi nhá. Vai lìn. Mất cái chuỗi rồi ông giáo ơi. Thôi cút rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Chuỗi của tôi. Enemy ultimate. Our Dragon Lane Tower is under attack. Chuỗi của tôi anh em ạ. Tan thành gió mây rồi. Má được con Daniel nhìn chán đời quá. Nhìn được con Daniel nhìn chán đời thật. Meta này con Daniel mạnh á. Bảy không hiểu sao tôi đang chuỗi 15 đấy anh em ạ. Chuỗi 15 của Bin đấy. Đùa đâu, đánh hẳn hoi tử tế đàng hoàng đi. 08 luôn kìa. Phải nhìn. Bịp thật. Họ nhà thì bịp rồi. Đó, nó rực tường kìa. Ôi dồi ôi, đi rắc vào nó đẩy thì 30.000. Lấy lại chút danh dự cho anh em rồi nhá. Lấy lại chút danh dự cho anh em rồi nhá. Vai lìn. Khó quá, lấy được chút danh dự xong khó quá anh em ạ. Chán đời, chuỗi 15 của anh Bin. Chuỗi 15 của anh Bin thế là tan thành gió mây. Chán đời thật. Chưa chắc đã thua, cố lên anh em ơi, chuỗi 15 của tao. Mẹ con từng mới lỗi game quá. Con từng mới này đúng lỗi game ấy. Ôi dồi ôi. Đấy con Sanel này. Hay rồi ông ơi. Giật tế giật tế giật tế CDK dựng tường kìa. Trọng thằng HD đó kìa. Rồi ok. Ok hai mạng. Ok ok là được là được là được là được là được. Lấy lại thế rồi. Ok rồi, ok rồi, ok là ok con dê ở đây anh em ơi. Hoàn hảo, hoàn hảo. Ra ta chỉ có anh tôi là được.
Bữa nào rủ bốn thành viên tem họa mi chơi đi anh à? Còn ai đâu em? Còn ai đâu mà chơi hả em? Bốn thành viên nào đấy mày kể ra tên cho anh bốn thành viên gái. Giờ còn muốn anh cái tài mà. Vãi cả nồi. Đâu còn ai đâu em. Nhiều lúc cũng muốn chơi chung một tem để đánh cùng với nhau cho nó vui nhưng mà giờ đâu còn ai đâu. Chả còn ai nữa. Chỉ còn anh mới tài. Mà sắp còn mỗi mình tài rồi. MU thua tầm này. Đang buồn trên cho nó buồn nốt đi. Địt mẹ con tướng mới này, cẩn thận với mày chứ. Đéo hiểu sao nó phát minh ra con tướng nó ngáo chó đến mức thế luôn, đéo thế nào chạy được luôn đấy thật. Kể cả những cái lúc mà nó bật ngựa nó kêu ra rồi, nghe thấy tiếng rồi nha, đéo chạy được, nói thật luôn cái con tướng mới lỗi game vãi. Anh lìn lỗi game thật. Chạy kiểu đéo thì những cái pha đấy chạy kiểu gì? Kể cả có tốc biến, có chiêu hay, có như nào chăng nữa đéo chạy nổi. Vừa phải đấy chứ. Tao phát hiện ra một điều, con tướng đấy rất giống trong Vương Giả Vi Diệu. Vương Giả Vi Diệu có một con tướng y như con đấy luôn, thật. Có một con tướng y như con tướng ấy luôn. Sập đi à, sao mày ích kỷ thế Vũ? Mày không chơi, mày không vào, mày không xem, mày muốn em bị sập, sao mày ích kỷ vậy? Mày ích kỷ luôn, thề. Giống con ở trong Vương Giả Vi Diệu vãi lìn đấy thì. Nhưng mà con tướng này đấy đấy, nó ăn tiêu đấy, nó ăn tiêu đấy, tướng mới. Mẹ mày nó lỗi game vãi bìu. Con bọn trong này. Dưới rồi. Mày thằng lỗi tài đi rừng đéo có cái tác dụng gì luôn đấy thật. Mày đặt pick đi rừng nữa, tao mệt vì chúng mày quá cơ. Mới pick rừng người anh lấy gì gánh mày ở tay. Đâu cái đầu hết. Cái game đấy bên Trung Quốc nhiều người chơi lắm ấy. Trông thấy cấu hình cũng đẹp. Chất tướng nhìn cũng ok. Nên đông người chơi là đúng rồi. Đây rồi. Chết. Đéo chết luôn. Cái gì vậy trời. Về đi. Về đi anh em ơi. Anh đi cứu. Cứu cứu cứu. Về phải cứu tao cái mày. Mày ơi. Má. Cứu. Cứu. Rồi ơi. Tí cút. Má mày sợ thật. Mình ở lại yểm trợ cho chúng nó. Chúng nó chạy sạch. Còn buồn không em, sao đêm về lặng im một mình. Còn chờ ngoài nơi, đừng khóc nữa nước mắt ơi. Còn buồn không em, còn buồn không anh em. Sao đêm về lặng im một mình. Anh em ơi đừng đánh con bắt tổng, con bắt tổng đéo được chúng nó đâu. Con bắt tổng thua chắc luôn. Ghê, Venet ghê. Venet. Nó chạy lan này kìa. Đây, 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 tôi giết không. Về đi, về đi ông ơi. Ờ đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Hay rồi, yếu hết rồi, yếu hết rồi. Đánh nghe, yếu hết rồi. Ơ, cứu tôi ông ơi. Ôi rồi ôi. Đầu ơi. Ôi, có lag không anh em xem livestream tôi có bị lag không? Lag giật giật gì không?
Má cái bàn phím bị hỏng chữ Y với chữ K anh em ạ. Ỉa cháy thật. Không lag à? Mẹ mẹ anh, mày biết chiều nay anh lag 2 tiếng anh sập mấy lần đúng không Hoa? Mày biết hôm nay anh lag 2 tiếng sập mấy lần không? Sập 7 lần. Chiều nay lag. Tối qua lag 1 tiếng sập 6 lần. À, sợ ai đi game mới cùng. Mua bàn phím trong suốt à? Ờ, bây giờ bàn phím rẻ thật, công nhận. Càng ngày công nghệ càng tiến tiến, đồng tiền càng mất giá. Ngày xưa bàn phím đắt lắm, hơn 100.000, 200.000 mà ngày xưa tiền 100.000 nó đâu đơn giản đâu. Bây giờ bàn phím mẹ mày mấy chục nghìn nó cũng có rồi anh em ạ. Bàn phím giờ rẻ lắm. Tiền bây giờ nó bị tha hóa, tham nhũng nhiều quá. Giờ tiền nó ỉa chảy thật. Đồng tiền mất giá ấy. Dark Slayer has been summoned. Giờ này mấy chục cũng có à? Ờ, bây giờ bàn phím cơ 100.000 đã có rồi, ảo không? Mày thấy 100.000 bây giờ có ai dùng bàn phím thường không? Bây giờ người ta dùng nhất bàn phím cơ rồi. Ngày xưa phải 3 lít một cái bàn phím cơ. Đi, mẹ mày hút vào bố mày này, con lợn này. Hút vào đây. Hút vào đây. Đéo mất máu. Bắn đéo mất máu à. Mẹ. Mày hút vào đây. Địt mẹ mày con tướng này lỗi game quá. Lỗi game họa. Anh đánh con đấy chuỗi 14, 15 rồi đấy. Trâu vãi lìn à. Nó vừa trâu nó vừa có đam ấy. Chịu rồi, tướng đấy thuộc dạng tướng lỗi game rồi. Con đấy vào giải auto bị cấm. Tao thề chúng mày luôn. Vào giải đéo giờ được chơi con tướng đấy. Mẹ vào giải mà đòi chơi con tướng đấy mới là lạ. Nó vừa đi đẩy lẻ được ấy, vừa đam to. Nó đẩy lẻ nó di chuyển còn nhanh cơ. Bắn đéo xi nhê gì cả. Căn bản chưa có thành công nữa. Ừ, giảm. Ai nghĩ là nó cũng chả giảm đâu. Chất tướng nó như vậy rồi, giảm bây giờ giảm đam nó vẫn cơ động mà, vẫn cho đi support thoải mái. Bây giờ nếu nó giảm đam thì tướng đấy đi support ok mà. Giảm nó chỉ giảm được cái đam thôi chứ giảm được cái gì đâu. Đâu còn cái gì để giảm đâu. Chiêu thì nó như thế rồi, chiêu thì nó lỗi game rồi. Giảm khống chế thì vẫn vậy, vẫn khỏe. May ra giảm được cái tốc chạy của cái thuyền ấy. Ok. Giảm tốc chạy của cái thuyền anh thấy hợp lý nhất. Mẹ thằng chiến đấu chết ngày mày bị ngáo à. Làm gì ấy chiến. Giảm tốc chạy ấy, giảm tốc chạy của chú ba ấy. May ra nó đỡ lỗi game. Tôi đi thăm ba cái thằng này. Mày tưởng mày trâu à? Trâu thật. Trâu thật anh em ạ. Nó giảm được cái chiêu ba ăn tiêu thì ngon. Giảm tốc chạy của xe đấy, ok, anh thấy cái đấy hợp lý. Mẹ mày chứ, chất tướng nó kiểu nó vừa có đam, nó vừa di chuyển tốt đấy. Đéo ai chẳng muốn chơi đúng không? Vừa có CC nữa chứ.
Joke's over. Here comes the punchline. An ally has been defeated. Chơi đi, support đây. Chết rồi. Chết rồi. Ăn ghi công nữa ấy. Hero đa phúc nhá. Bọc sau đánh không? Ăn ghi công ấy chứ. Ơi, cua ơi, cua tu lên này. Ôi dồi ôi, mày chui vào đấy, con bọ nó dình là đúng rồi. Thôi xong. Bú ma. Ôi để anh Bin Ao Nhây hai thằng này vậy. Thích thì anh Bin Ao Nhây thường xuyên mà. Cái này anh Bin Ao Nhây thường xuyên mà. Anh Bin Ao Nhây thường xuyên hai thằng này mà. Ôi chết con mẹ nổ nhà. Ừ chưa nổ được. Ngon. Đều rồi, tao thấy rồi. Ai? Thằng này chạy đi đâu? Đâu rồi? Thôi thì liều vậy. Mid rồi. Thôi xong tao rồi. Đánh vào cái tường của Sedika xong đánh. Ôi. Vai lìn thằng Tulen nó đi ăn kinh công qua đấy ạ. Sao lại thế được cơ chứ? Ăn kinh công của sai quá tài ơi. Our base tower is under attack. Your tower has been destroyed. Our base is under attack. Khó quá, chứ tướng game này pick hơi lỗi anh em ạ. Ăn kinh công lỗi quá anh em ơi. Đéo hiểu sao ăn kinh công quả đấy. Không em sao đêm về lặng im. Còn buồn không hoa sao lại thất tình như thế. Hoa khi thất tình mày làm gì để hết buồn hả Hoa? Chả có đứa nào mà thất tình không buồn cả. Chả đứa nào mà đang yêu khi chia tay mà không buồn. Bé cay à? Cay chả là buồn. Ôi có tướng mới ở đây rồi đều. Ta đi support nha.
Tao đi support này cho. Hoa mày đánh con Joker đi. Lâm Ân đánh Joker đi, tí nữa anh chở mày đi. Ma con này đi con Joker thì vô địch. Đánh con Joker ấy, Hảo đánh con Joker, đánh con Joker ấy. Con Joker mà nhảy xuống đánh con này thì đúng là một combo. Ơ anh Huy vẫn đang chơi à? Tưởng anh Huy nghỉ ạ, à? Biết thế chơi với anh Huy. Anh Huy vẫn đang chơi này. Sắp cao thủ chưa? Đánh lên cao thủ nghỉ à? Eo su không ngon, đánh eo su tao chở thằng khác. Joker ngon hơn. Joker vừa cao tơ con khỉ, vừa cao tơ con na, vừa cao tơ con Vio. Tự nhiên đi tức con eo su. Mày rảnh háng à? Tiếng vi cầm reo rất buồn, tựa ai oán giữa đêm tình yêu. Tiếng vi cầm như tiếng lòng người hụt bay đi, lại nhớ mong nhớ một người hãy mỉm cười và hãy hát mỗi khi chiều đến. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Don't be appalled. I have brute force, but I'm not blind. Tấn công trụ. Bách Hoa sao thằng Bách đánh nick mày vẫn 10 sao không Hoa? Anh bằng sao nó rồi. Có vẻ như mày vào phá nick thằng Bách rồi. Ô nó cướp kìa Joker rồi. Tấn công trụ. Kéo hai đứa mày về sau yêu nhau ấy nhỉ? Quá nhỉ? Bách nhỉ? Bách kéo xem cay thật. Ghê. Ăn luôn con này quá nhỏ đây. Đó là chuyện bình thường. Suốt ngày nói chuyện với ấy sau yêu nhau chuyện bình thường. Một là bạn thân, hai yêu nhau, nhưng mà bạn thân mà khác giới khó ít, trường hợp hiếm lắm ấy, kiểu là chơi từ ngày xưa may ra mới là bạn thân khác giới rồi. Sau này có người yêu lại chả chơi với nhau đâu mà chứ những đứa kiểu chơi từ hồi còn nhỏ ấy, kiểu như vậy may ra. Mày chỉ đọc chiếc kêu đánh cái gì đấy mày? Gà chạy. Joker có 4 triệu quán tiêu không? Quán tiêu chết luôn thằng Vio ấy. Từ từ giờ cứ ở đấy đấy, cứ ở đấy đấy, tôi ở đây nó không nhìn thấy đâu. Khi nào bảo trèo lên thì trèo. Nháy xem bao nhiêu giây nó quán tiêu. Rồi lên này. Chết mẹ rồi, thôi được rồi, giết thằng ấy tạm đi. Không sao, làm tạm thằng ấy đi, sao đâu.
Mày đánh con Joker với tao thì nó vô địch thiên hạ rồi. Đi với con này auto chết một thằng. Nào nó vô bắn đau ấy nhở. Về tí đi. Chơi này. Cứ đi xi đâu. Hoa. Anh đèo mày đi hoa nhanh. Nhanh hoa. Ơ. Cái gì trời. Má mày. Tao đang định đèo mày đi xuống dưới mà. Mày lìn thằng Nắc nó đi cướp bùa. Đừng chỉ đáo chích ạ. Nó cướp bùa của mày ấy kìa. Cái giái thật. Chơi đi em ơi. Vào đi em ơi. Nhà mình mà em. Vào đi. Hoa lên. Đây rồi. Má mày có từng lỗi game mày chạy cho. Đéo gì nó bay tao chết luôn, mày gần chết ạ. Thằng đéo hiểu con hai con tướng này nó kiểu gì luôn. Thôi tao lên tao đèo thằng Lâm Ân vậy. Lâm Ân ơi, anh xuống anh đèo mày Lâm Ân ơi. Đánh khỉ này Lâm Ân ơi. Ôi giời. Lên đồ tanh nhá, thử lên đồ tanh trận này nào. Thử lên đồ tanh game này đi, không nên đam nữa. Áo trong băng ấy, đánh theo hướng CC đi. Băng trụ đi, Joker, mày có chiêu hay mà. Áo vào, đừng để nó liên linh, trời ơi. Thế uống Joker này non nhờ. Ôi. Ai bị uống Joker anh non quá. Có chiêu 2 mà để nó lia lính trụ ạ, chịu luôn. Hoa mày hack tiền à? Mày đánh con gì tạo thêm ít tiền vậy? I had this best friend back home, but... Má nó còn con thên nữa. Our Slayer Lane Tower is under attack. Có một tên lính giúp cơ. Our Dragon Lane Tower is under attack. Gặp tao biết chơi rồi. Tầm này gặp tao biết chơi rồi. Our middle lane tower is under attack. Your tower has been destroyed. Lên anh, lên anh, nhanh. Làm đi. Tôi tao đi farm. Tôi đi farm gánh tem đấy, con này đi support gánh tem được. Xong lên nhá. Về đi, lên anh cứu ơi, về đi. Tấn công tướng địch. 10. Cẩn thận cuối cỏ. Làm. Cái lột má mày con súc vật này. Là tao mất tốc biến à. Vai lìn đánh con Omen súc vật thật. Lên anh, anh biết thằng Vio đâu rồi.
nhìn ZVO này, nhìn ZVO này anh em ơi. Ui má cày thế. Rút tí. Cứu mày này anh ơi, chạy đi anh ơi, lên cứu mày này, chạy theo anh, lên. Ôi đéo được rồi. Thôi, anh bỏ mạng luôn rồi. Má, anh cứu mày đéo được. Húc ngay về thằng Thên ạ, à. Luồn lách đánh võng hơi trượt. Đường về vắng một mình, sao hoàng hôn buông xuống. Em đam ở đây lên chiến đây. Má chở cái thằng Lâm Ân nó toàn chó xịt thế. Nó ăn dầu ngày ân này, kinh công ra kinh công ra kinh công ân này. Ở im đấy để anh luôn lách đánh võng. Rồi nấp đây, anh cố tình vào đây để nấp đây đấy. Kiểu gì có thằng chạy qua thôi. Đây rồi, triển đây, làm, triển. Ăn tiêu. Rồi, được rồi, thế thôi. Sao? Đơn giản mà, về đi. Làm một thằng về ăn kinh công mày. Đánh được nha, quán tiêu hoài, triển lên anh này, triển. Lên, chiến đây, bắt khỉ, chiến đây. Ô, thôi, phải view. Đéo nào, tem mình yếu hết nhở. Tao lên tanh đấy nhá, tao không có đam đâu, game này chúng mày phải gây đam được đấy. Đánh cho đàng hoàng tử tế vào, nhất là thằng mid kìa, địt phải thằng mid 4.000 tiền ạ. Chơi game 4.000 tiền ạ, ỉa ra đấy chứ đúng má mày. Chúng mày cho nó farm với. Ôi thôi, chết ơi. Thôi, mày chết đi, anh về đây. Đông quá. Anh phải bỏ mặc mày rồi. Ai lìn cái hoa mày, 4.000 tiền có cút không cơ chứ. Anh đéo có đam chứ còn bio ấy chứ. Nên tanh mà. Đéo được. Cố thủ cái trụ xong chết luôn. Xàm nhờ. Đi lẻ giúp cơ làm không giúp cơ lên luôn không nổi máu đâu. Thế là trên chứ có cái gì đâu, nhẹ nhàng mà, đơn giản lắm. Cẩn thận hỏi đại khái. Bọn này tao bọn biết chơi thôi. Mai cái hòa vẫn 5.000 tiền ạ. Súng rồng này. Từ tao đi Omen. Thằng Joker súng rồng đi em ơi. Anh mấy thằng Omen ôm đam quả này.
Ui địt mẹ mày hỏng rồi. Ấn đây. Khỉ ra làm đấy. Vãi lìn cái gì đấy. Chịu rồi. Thôi bỏ đi, Đợi bắt lẻ nó, bắt lẻ nó. Ăn kinh công rồi. Thật ra sai kinh công cái. Ăn rồi. Vãi lìn con Vio nó bắn hai viên gần chết. Chết luôn. Ôi giời. Má cụ Lâm Mân cụ chói thế thì chết rồi. Ui giời. Dark Slayer has been defeated. The enemy Dark Slayer. Ôi giời, cụ Ân ơi. Cụ báo tôi rồi cụ Ân ơi. Nhất là cụ Hoa. Ma cụ Hoa phàm cái đéo gì 6000 tiền này nữa. Cụ Hoa ơi là cụ Hoa. Bây giờ tao phải đi bắt lẻ được một thằng cơ. Bọn này nó khôn quá, con Thên nó cứ kè kè thằng AD khó bắt thật. Con Thên nó biết doa mới đâm ra nó khó bắt. Chơi được không? Tao lên với thằng Omen, thằng Triển vào sau ấy. Ờ, này, này. Joker lên tao, lên Joker nhá. Chuẩn bị này. Rồi nè, Joker ơi. Đéo chết kìa, vai lìn thật. Xong rồi, tem chết hết rồi. Má, đang khỉ một máu ạ. Về, không thua. Ừ, chưa thua hay. Hello Trường Giang nhá. Má mày nhìn cụ Hoa cụ báo tao này. Cụ Hoa cụ 17, 7000 tiền. Mày thấy nó báo anh chưa hả Khoa? Vãi lìn cụ Hoa cụ đánh nghỉa con mẹ tao quần đấy. Cụ Hoa cụ 17 rồi. 7000 tiền. Kìa chảy. Joker lên, anh Joker, anh bắt khỉ với mày này Joker. Khỉ đâu rồi? Con mẹ bằng khỉ đâu rồi? Má nó trốn đâu ta? Nấp đây, nó à thôi liên lính lên, Qua lên con khỉ nó gõ tầm này một phát chết luôn chứ đéo cần hai phát, phát thứ hai thật. Không Joker bắn được là win à. Chưa có giải nhá. Lùi tí. Thôi xong. Má mất kỳ công luôn. Lên. Ui thịt mẹ Ân để đéo bấm lên à. Chết không. Thôi xong. Má cứu thằng Ân đéo bấm lên gì cả. Được rồi, cả này được rồi đấy. Nó vẫn giữ kinh công kìa. Hoa, nó giữ kinh công kìa Hoa. Đéo được rồi. Phải có đam cái Hoa cơ. Đam thằng Omen đéo đủ. Ui giời ơi. Thế thua.
ui dồi, thôi. Hoa 18 game này rồi. Chắc chắn là 18. Không có gì thay đổi thì cũng hoa 18 game này. Tự nhiên không có thông báo à? Bet tôi thì thỏa nó bị mất thông báo ạ. Không có gì thay đổi thì cụ Hoa sẽ là 18 thôi. Vâng, cụ đã dùng băng xương. Nhưng đéo ai thèm giết cụ. Cụ có chết không? Ô, có thay đổi rồi. 17. Vâng, cụ đang tỏ ra mình là một người chuyên nghiệp khi giữ đi cái mạng của mình. À, đánh kiểu gì thế nhở? Bọn này nó biết chơi, đánh con từng mệnh khó phết đấy chứ. Thôi để anh đi AD carry gánh tem mới được. Mấy thằng cũ vào lại hết đây để tao trả lại sao này. Mấy thằng cũ vào hết đây. Triển đạo trích lâm ân lâm mủng nó vào hết đây. Master Vlad này ấn mời cũng được. Vào hết đây trả lại sao từng thằng một. Master Lichterbird. Chuyên nghiệp Thanh Hoa mà. Ừ, tuyển thủ chuyên nghiệp đấy. Giữ mạng dành cho tem. Mày mới đánh ỉa vậy ra quần. Game à, mời lại. Còn buồn không em sao đêm về lặng im. Thôi để thầy Bin, thần Bin, thần đồng Bin họa mi đi AD cho. Cảm ơn từng mới vào. Mẹ mày không bắn AD nó hiểu đầu tao ấy. Từ mới này đúng kiểu gì, anh có skin đeo su đâu mày. Má nó, anh có đéo skin gì đâu, chán vãi lìn. Bắn chết con Tara thì đánh con Thune này, bắn chết Tara này. Tê đi. Không đi ngủ à? Không anh ơi. Live đến giờ Manchester đá anh ạ. Má lại cả bọn biết chơi rồi.
Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Quay về phòng thủ. Toàn gặp bọn biết chơi anh em ạ, để chạy rồi. Cút rồi, thầy đánh con này cút rồi. Cút rồi. Cẩn thận bụi cỏ. My task this time is. Rồi Thanh Hoa ơi, trời ơi. Má gặp một lũ biết chơi ạ, ỉa mẹ ra quần thật. Cẩn thận bụi cỏ. Ây da. Hay. Má con này gặp con Alice chơi kiểu gì? Chết giờ rồi, tự nhiên thấy con Alice này thì váng đầu nhỉ. Không sợ Tara đâu, chỉ sợ Alice thôi. Cẩn thận bụi cỏ. My task this time is. Hey, what color is that? Fanny đã chuyển đấy. Ở đây đấu game này có gì đâu. Hay. Khoai tí mới cử thằng Alice nhá. Còn lại anh cử hết. Này chuyển ra đây, kéo chuyển về em đi. Trong bụi kìa, trong bụi có người kìa, trong bụi có người kìa, bụi này này. Đấy. Đấy, người đấy. Có cái mắt. Ôi, về. Má thằng Hoa vào đấy thì chết rồi. Thằng Hoa vào đấy thì cút rồi. Quá mạnh luôn. Ai làm? Ai làm hai mạng? Ai làm hai mạng ở Thanh Hoa? Our Dragon Lane Tower is under attack. That's a secret. Our Slayer Lane Tower is under attack. Đéo chết kìa, má như nó. Châu vậy ta. An enemy has been defeated. What else? Cẩn thận bụi cỏ. Our middle lane tower is under attack. An enemy has been defeated. Ôi nó đang ăn. Double kill. What kind of story will it be? The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Your team has destroyed a tower. Fire! Chơi nói chuyện ơi. Làm. Đánh con này cũng đủ gánh tem rồi. Xong anh rồi, về. You can't hide any longer. An ally has been defeated. An enemy has been defeated.
Thanh hoa, ui địt mẹ, đéo có đam luôn. Sao yếu nhở? Phải ăn quả đấy thì ăn 3, nhưng phải cái hoa thì ăn như thế là đúng rồi. Chả vậy, 3 thằng yếu máu. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, để đánh, để đây, ấy ơi, khoai. Làm cái trụ này khoai. Nó dưới hết rồi. Cái lìn mặt con ta ra đéo mất máu ơi. Cứu. Cũng chưa hẳn là không mất máu đâu nha. 4600 vàng, ok la. Ok con dê. Ok con C. Sao? Sao em? Kìa hoa làm đi. Được nha, bắn được nha, free nha. Ô mẹ ơi. Game này nên anh bắn nổi không à? Bắn được chứ. Thằng Khoa bắt con Alice là được rồi. Căn bản game này ấy, con Alice nó counter anh, nhưng mà thằng Khoa với lại cả thằng Greg counter con Alice kìa. Thằng Greg mới thằng Khoa hai thằng counter con Alice mà. Bắt con Alice là anh bắn được. Thật ra đâu lấy gì bắt được con này đâu mà. Ừ con này tôi hơi tủ được. Mà bắn được DAD thì dễ chơi mà. DAD dễ gánh hơn. Cầm mấy con Alpha vẫn lo được. Tay hơi ngắn thật. Cảm giác nó hơi tù ấy. Alice nó lên trực băng nữa thì cút. Yếu đấy nhở. Không có đam mấy. Game này cần sang đao ấy. Dark Slayer has been summoned. Tám nghìn tiền. Farm nhanh vãi.
rô châu vậy? Chói được không? Chói được rồi đánh nhá. Ê, Triển chạy xa đấy em. Bảo kia anh bắn tí chết thằng kia rồi. Mẹ mà tốc biến con này đần thế không biết được ấy. Thề luôn, cái con tướng này mà tốc biến đéo có tác dụng gì luôn. Chạy trái có chiêu gì chạy mà trông luôn nó chạy nó hút ra. Đẩy trái có chiêu đẩy. Xa quá. Ăn kinh công em. Ăn kinh công ending em ơi. À, con này nó liệt yếu á. Từ từ đừng đánh vội nhá, tao cho con chó ra ngoài cái. Lùi anh em. Điên này. An ally has been defeated. Ai? Your team has destroyed a tower. Làm ngay gì đâu mà. Mẹ giết thằng mít nó trong trụ ạ. Đi mẹ, anh đang chơi mất tiếng game này, khó chịu vãi lìm. Đây, anh đang chơi mất tiếng game đây. Má, cái hoa đánh con Tulen 10% đam ạ. Ôi giời ơi. Bao giờ mày mới lên người ở hoa? Con đánh con Tulen 10% đam được. Sao đây con tu lên 10% đam mà mày cầm tu lên ra mít được sao vậy mày? Sư tổ hoa luôn đấy. Sư tổ hoa luôn. Hình như mất tính chung ở mất tất cả mà anh em ạ. Mất tất cả. Hello meo meo nhá. Tôi cũng mất mà.
tao muốn ỉa ra quần đến mày đấy Họa. Tê ri ra còn nhiều đam hơn tu lên mày. Your team's turn to ban. Ê, Pick tướng đi đái cái anh em, buồn đái quá. Lẹ 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 lẹ, Pick tướng đi đái cái, đái mẹ ra quần rồi. Đi mid trận đi, đi mid dạy Hoa đi mid trận. Tung lên 10% đam lần đầu thấy à? Đây tao dạy đánh tung lên đi mid trận nhá. Lần đầu tao thấy thật, tung lên khó 10% đam lắm, nói thật. Kể cả đi mid hay đi top, nó vẫn nhiều đam. It's your turn. Every atom of me is another universe. You are on the red team. Ngoài trời mưa đổ bằng lòng em khóc than người nước mắt thật nhiều không giống như muôn loài kia. Friend or foe, all serve their function. Anh ơi, xin em ở lại. Ôi rồi. Nhìn thằng Lung Vu buồn cười quá lên. Mẹ nó ra con ba đùm đá bích vắt bay người mình ạ. Ỉa ta. Trông tấu hài phách biểu. Mày về đây đừng ăn máu tao mày. Làm con quái nhỏ của thằng Khoa đây. Nó cần rừng mà. Hai đi rừng nó còn farm đâu. Làm con chim đi. Má con tu lên để đi mít đần vãi ra. Để con đi đi nó rỉa đéo làm gì được. Thế mà cái Hoa nó pick đi mít được tạm cũng tự lạy nó đấy. Back to the point of origin. Rỉa cho hai cái gần chết ạ. Nhiều cái sở thích nó lạ kỳ đến mức đấy đấy. Sướng cũng thích thích khổ. Cái S đéo 10% đam. Đấy xong là đùng nó chết tiếp. Game này AD lại 15% đam. Đéo hiểu chơi gì cái lên được 20% đấy. Nhìn
Lily gặp anh kìa, mất tốc biến luôn. Our Dragon Lane Tower is under attack. Luôn. Đây rồi, có mạng rồi. Có mạng rồi, qua nhìn đi, nhìn đi, nhìn làm lần duy nhất thôi. Dragon and Slayer have appeared. Má mà tục biến luôn. Ôi rồi. You have defeated an enemy. Back to the point of origin. Game này cứ sương sương là tầm 10 mạng là 10 mạng là chắc rồi. 99% là 10 mạng rồi. It is the space around me that moves. Dragon has been defeated. Foe, all serve their function. Hey. Mày đòi solo với tao á, Lily. 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 Mẹ mày, chủ bắn chết là cây vai lìn, đầu cắt moi. Cái hoa đánh con Tulen 10% đam nên game này nó dậy, nó đánh xương xương con Tulen này, hơi lỗi game tí, anh em thông cảm. Another beginning of infinite. Biết là một con tướng lỗi game rồi. Nhưng mà phải dạy nó đánh. Không hiểu thế nào là tướng lỗi game. Má cái mạng kia nó chết sảm giái thật. Chúng bắn chết ạ. Hay rồi. Hay. Chết rồi. Ôi giời ơi. Tí đam kìa. Cho Zoom nhân vào đây, Zoom nhân. Cho chơi mà sao đâu. Vào đây chơi. Anh có bao giờ kích Zoom nhân đâu, trừ khi đánh rất cao. Our Slayer Lane Tower is under attack. Đánh chính mà đánh với Zoom nhân thì khác gì phá nick. I have experienced this before. Lại đánh nick cái hoa thì được. Vào thoải mái. Chơi này. Sao cứ tên lính nó còn thì mày về đi, bảo sao mày không chậm. The defense line has disappeared. Send in the ballista. Everything is in balance. Lại chết rồi. Zumi Hoa lại chết rồi. An ally has been defeated. Zumi Hoa cũng đánh con gì cũng báo à. Cần hỗ trợ. Sợ Zumi Hoa quá. Hoa đánh em. Friend or foe. Oh. Hoa. Dragon Lane Tower is under attack. An ally has been defeated. Má của Ruby Hoa đánh tôi lên 10%. An ally has been defeated. Con video này cũng 10%. Khó nhỉ. Này mới là anh em ruột mà chúng kia mới vừa. It is the space around me. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. This solar system is most peculiar. Everything is in balance. An enemy has been defeated. Friend or foe, all serve their function. Well. Rút lui. Cần hỗ trợ. Yeah. Cẩn thận cuốn cỏ. Hoa, quay đánh em ơi. Đâu đây? Chưa. Đã chạy. Rồi ơi. Mày hút về cái anh sốc cái là chết rồi. Has been
defeated. I have experienced this before. Đang dạy hoa chơi tu len, mẹ lại con tu len 10% đam trong pick. Má này con tu len limit 10% đam ạ. Có ỉa đùn không? Xuống vào hộ đi. Cẩn trọng đến trường tầm kiến đánh phép đây. Đánh ghê đấy. Cẩn thận bụi cỏ. Đánh không di chuyển ghi đâu đâu. Đang cần máu mẹ cái hoa bắn mẹ lên mất máu. It is the space around me that moves. Thôi rồi, mà cha nhà mày. Back to the point of origin. Biết đánh đi chứ, phải đánh đâu. Đánh đâu. Everything is in balance. Một mạng thì ao nhây rồi. Dragon and Slayer have evolved. Cannoneers have spawned. Chú ý đi đã. You have been defeated. Dark Slayer has been defeated. Nothing can impede me from prevailing. Thích nghi và trỗi dậy. Holy Dragon has been defeated. Dark Slayer has been summoned. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Má, nó toàn tướng cống rỉa, khó chịu quá. Chưa đánh đã chết rồi. Back. Our middle lane tower is under attack. It is the space around me that moves. Yeah. Well. Hey. Defeated. Double kill. Everything is in your place. Team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. You have defeated an enemy. This solar system is most peculiar. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Tấn công tướng địch. Lâm bùa. Comment 10% là bình thường. Comment mày đòi bao nhiêu phần trăm? I've got you now. Friend or foe, all serve their function. Mày comment xem được bao nhiêu phần trăm? Rút bọn biết chơi khéo nếu được 10% chứ. I have experienced this before. Defeated. Our Slayer lane tower is under attack.
bad. Boulder Bash. Can't stop me. Phải lột đúng phần lo. Đi. This solar system is most peculiar. Face destruction. You have defeated an enemy. Dominating. Không phải lo giống nhìn hơi giống cosplay của thằng Ân ấy. It is the space around me that moves. Dark Slayer has been defeated. Nothing can impede me from prevailing. Ultimate. Dark Slayer has been summoned. Holy Dragon has been defeated. All serve their function. Everything is in balance. Legendary! I have experienced this before. Infinite Slayer has appeared. Prepare legendary. For final battle. Well. Tấn công nhà chính. Right.
forge my own. Như Nam. Hơn Nam hoa chưa? 35% ngay. Hoa đê lại 10% đam. Hoa đánh bio lại 10% đam. Đánh con đéo gì mà 10% đam hết ấy. Thua một trận ấy không chuỗi dài, nhìn này, nhìn cái chuỗi anh đi này, chuỗi 16-17. Ruby nhân, Ruby hòa. Ruby rồi. Kinh vào vừa báo anh Tùng trận xong à. Tao vừa đấy anh Tùng chửi mày à, anh Huy chứ. Anh Huy vừa bảo à, mày báo anh Tùng à, báo anh Huy bên Tùng xong. Hello quá. Tùng bị kinh. Giờ đến nó vào báo anh. Tùng bị kinh mà. Đi bú like mà. Your team's turn to ban. Bú lai à? Bú. Bú lai thì chịu rồi. Nó lai chim mày bảo nó bú lai. Zubi King. Zubi King. Đây để bắn Violet. Opponent's turn to pick. Bắn con này nó tính lắm. Trăm đam là con số tạo lên thương hiệu của Thanh Hoa. Ừ, chuẩn rồi. Nhìn cái hoa lại biết là 100% to pick. Opponent's turn to pick. Tổ hoa, cụ rùa. Cái hoa là cụ rùa. Thế là anh ấy có tài nhân vậy. Ok luôn. Ok, lại cho Nguyên à, lại cho Nguyên. Nghe nó dễ. Đi xuống cho mẹ con bò vậy. Dạ. Làm mây. Alice game này mạnh quá. Chơi Alice không? Omega ha. Game này thì thả phát con teo chết mẹ rồi đánh đéo nữa. Con dê nói gì? Đi phản đến ngày mai. Lồng hoa cúc này. Đi phản đến ngày kia. Lại bỏ. Thế luôn. Ngộ không. Ten seconds remaining. Ghi cây. You are on the red team. Giải mà. Body.
Cứ bùa khỉ thôi. Life's but a dream. Does Vader truly serve the light? I recommend you cease your resistance. Our middle lane tower is under attack. I was once Vader's sword, but I'm sure I was pointed at evil. Chặn mình luôn, đi xuống chặn mình luôn. Trời ơi, mẹ mày đi top thì top non mà, Zubi King, Zubi King. Chạy lính đi xuống đây này. Trời ơi, 12 phút rồi. Rồng sắp ra. Chặn lính thật. Xuống đây quá. Chặn lính không chuyển này ngu quá. Má, nó chặn lính xong rồi, mình ở đây tiếp ạ. Còn lính đâu mà mày về đấy à, Zubi King? Má ngu thật đấy. Ngu thật sự. Đúng ngu luôn ấy. Có thời cầm chết. Má ngu quá chạy. Chúng đào tạo được rồi. Chị thông minh này quá có hạn. EQ bằng 0. Này đầu trước cứt mà. Does Vader truly serve the light? I recommend you cease your resistance. Yeah, lên đây lên gai, lên đây lên gai. Có hai thằng đây. Khoan. Attacking target. This is one of the system's milder attacks. Our Dragon Lane Tower is under attack. Nó bằng hai thằng này, đem đâu? Mình luôn. An ally has been defeated. I was once Vader's sword, but I am unsure I was. Nè, ba thằng ngục nó bằng trụ, nó luyện ngục nó tóc bi, tiểu. Our Dragon Lane Tower is under attack. Sao mà giống được? Morin told me to take good care of this body. Is that it? Anh mày hai phát rồi Dung Kinh ạ. Mày không làm việc nó nữa tao chịu ấy. I recommend you cease this. Biết làm cái gì? The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. The sound of the chime makes me feel so. Cái lục nhân. Mẹ nó ngu kìa. Mày báo tóc cứng. Nó báo thật. Má tự nhiên giơ cái đầu cho con view nó bắn ạ. An ally has been defeated. To find the answers I seek. Mất tên lính rồi. Our Dragon Lane Tower is under attack. Anh qua lên tiêu anh đẩy teo ra là chơi nha. Does Vader truly serve the light? Đừng bắn lính nha. Cái áo cho lên farm đi, đừng bắn lính. Our Slayer Lane Tower is under attack. An ally has been defeated. Enemy ultimate. Ôi, Ruby King thôi. Ruby King thua lên thiệt à, anh Vin. Your tower has been destroyed.
mà lại làm cái chuỗi mình kìa, em bắn rồi đó, bây giờ bắn như trời. Trời. Morn told me to take good care of this body. Dragon has been defeated. Our middle lane tower is under attack. Làm lính đi. An ally has been defeated. It will take a long time to find the answers I seek. Bộ song sát Ruby King và Ruby Nhân không ai à? Đéo ngờ trong bụi và cạnh ti nữa. Lò Ruby King lên cặp gì hai đao dữ ơi. Ốc con. A nở luôn ấy lên hai đao. Bán nữa chứ, thằng ngu này. Bán đi gì, bán đi, bán me đi luôn ạ. Ai rồi thật cái chứ lỡ lên thì đẩy nó đi xíu nữa có tiền đổi bán lại sao. Ai Linh Lung đi bán cái mẹ cái đao đi ạ, thế bằng nửa tiền à trời. Rồi ơi mày bán cái đao đi thì bằng đúng một cái 800 vàng đấy. Ôi xong mấy cái thằng này nó chơi game kiểu gì thế không biết mà đi được nửa tiền ạ. Này đéo có tư duy anh Viên ơi. Không hiểu sao luôn. Lại cụ luôn đấy. Dark Slayer has been defeated. Cụ này đúng là lại luôn rồi đấy. Mày đến mày mua có thể cắt cho vàng không? So mày nghĩ chạy thật. I recommend you cease your existence. Your team has destroyed a tower. Tiếp không? Tiếp chỗ này, tiếp chỗ này na dưới rồi. Your tower has been destroyed. Một cái nó bắn rồi. Đéo gì được mà lốc luôn. An ally has been defeated. Nếu chạy được luôn. The enemy Dark Slayer has been summoned. An enemy has been defeated. Ba anh em Ruby, đúng ba anh em là Ruby đấy. Fit như nhau luôn. I was once famous sword. I love. Ruby hoa Ruby nhân của Ruby King luôn. 02143. Đẹp mà cái tên này hay mặt cái mặt này đấy enemy ultimate
Your tower has been destroyed. Báo nha. Ngục cái. Ngục cái. Our base tower is under attack. An ally has been defeated. Trận này đánh lâu win chắc. Tội phạm. Mình nghĩ vẫn win được trận này. Vẫn win mà, chờ xíu em có đồ băng hết. Nhìn đây, có đồ, nhìn em có đồ đi. Trong đao thì bao giờ mới đang. Holy Dragon has been defeated. Does Vader truly serve the light? Đây đây, sắp có dịp thần cung. Morin told me to take good care of his body. An enemy has been defeated. Mà nó quýnh em này. Thôi. Súc sinh và ai lồn. Liên Ngọc á. The sound of the chime makes me feel. Our base tower is under attack. I recommend you cease your resistance. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Đeo bắn không vào máu đâu nhưng mà lông chặt đâu. Nhưng mình win được. Đã được tướng lít khỏe mà thua nữa, chịu ấy. Muốn mất tướng lít game rồi đấy. I was once Vader's sword, but I am unsure I was pointed at evil. Your team has destroyed a tower. Mà lóc lên ngục em này. Nãy nó mới lên ngục em, mới né xong mới rồi nha, không quýnh nha. Về đi, về đi, về đi. Dark Slayer has been summoned. It will take a long time to find the answers. Này nắc này, nắc này, nắc này. Does Vader truly see? Lùi nha, lồm lùi nha. Tôi rét ra kìa. The sound of the chime makes me feel so serene. Nhà bây giờ bắt nắt này, về bắt nắt này. An enemy has been defeated. Morin told me to take good care of his body. Này rỉa máu mẹ ngoài. Anh em đi nhân, anh em đây, anh em dùng kia kìa, dùng kia, tanh ông kia cái. Mẹ lộn Rubikin ăn lính nó không mẹ, nó lẹ đi. Đổ ra rỉa chuẩn bao. Ra, Linh Ngọc ra bây giờ. Dọn đéo được là thua đấy, chết rồi. Chết. Vài 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 đi, vài đi. Rồi Rubikin nữa. Tao cản 3 thằng rồi, mỗi thằng Malok là mà lóc vô quẹt ngay phía ngoài chết à, luôn mà. Chưa một chiêu ai toàn xịt vậy. Dùng chiêu chúng con mít nó là nửa cây mẹ rồi. Đứng ngay cạnh mà dùng
triệt nữa. Nó bảo lên rỉa với anh thì mày rỉa chúng nữa. Dùng chú ma lốc cũng được mà, mà dùng chiêu chuẩn chứ. Còn mít không? Lily tầm này chiêu 1 chiêu 2 đau lắm rồi. Sao có nội tại cào nhưng đâu vẫn chết ngay. Ờ, giờ em đang lên nha. Thế mới 10% ra mà, ừ chuẩn. Không chung với 1% ra bên bên. Đây đây đây, có giải này, có giải 20 giây. Vukin hỏi máu đây nha, quấn này quấn được đấy. Này cho cắt tao để nó hơi đau. Sợ mà lốc không bị chúng mày rồi. Chúng mày ơi, có tốc biến rồi. Đã bị trồng càn đi nha. Rồi mà lốc chết. Win win mẹ rồi. Ra nó vẫn nguyên mà, vẫn nguyên mà. Nói gì ơi, thêm dễ thôi. Đam 18% thật. Nghỉ thôi anh em, mới 2 tiếng thôi. Cho xem lành như vậy nhá. Lại một mê được nhạc à. Lại quá ai quần nhạc nhỉ. Anh thấy cái ta đây. Đây đây đây, cái này. Cào cái lồn. Thấy cái nhỉ. Rồi anh em ơi. Ta đây. Đây đây đây, cái này. Cào cái lồn can người ta mày. Cào. Hao chả làm được cái đéo thì có việc đoạn cho cuộc sống đúng không? Cấp em đi khắp góc ấy, em đừng có chạy lẹ tem đúng mà nó khô ô một phát tí chết hết luôn. Mình né né ra góc khác, em cứ vượt vượt đâu đó khóc á. Ôm đam mình chạy ra góc khác đúng không? Cấp chạy còn hướng tem không để nó dễ dồn đam với đái à? Cái con tư mới là toàn con tin đấy của anh mà. Em kẹn nó mấy lần em cứu rồi á. Lên nào. Anh Kiên ơi, anh Kiên bỏ trường băng, anh Kiên lên phun phép đi anh Kiên ơi. Anh Kiên bỏ trường băng đi. Lấy vương miệng ơi, lên phun phép đi, em lên trường băng rồi. Hơi phí. Một người trường băng rồi, đó, nó đúng rồi. Anh đóng phun phép đi. Câu cái chiêu giải của nó mới được. Tiêu cầu đi, kêu cầu đi. Đây. Ui, nó bắn em vào chân đây, lui anh Kiên, đóng anh, đóng anh. Kêu một mình đằng lâu vào. Thằng lâu vào, đó, du keo ơi. Đó lên lại anh em ơi, lên lại anh em lên. Hào lo hết. Đây. Long trời lở đất, Long ơi, quy đi. Long trời lở đất. Đợi chạy. Đợi giải, đợi chạy ạ, đợi. Vãi luôn rồi, anh em chân lên lại đứng lên. Rồi, chạy về đây. Thằng ơi đi, thôi chạy nhanh đi. Ui, hướng bác ơi. Vãi luôn, chạy. Nó chạy đúng quá, đúng lẻ luôn. Ui, quả đời. Rồi. Không bị sớm anh em ơi, không bị sớm. chơi game với Hào xưa win được một game chắc cày thuê đắt nổ bắn 500 trận đến đây cầu thủ. Khóc rồi. Ê, quýnh lại giờ 6 trận win được trận à? Được rồi, vậy là vui rồi Hào. Má chơi tổng đội hình nè. Hào bảo vậy là vui rồi. Vậy là hay rồi, có gì đâu còn. Mình chơi game làm gì để vui không?
mình chơi game để vui đúng không? Lấy hết mày. Anh em mình toàn học sinh giỏi không anh em nói vậy? Ai chở 13 mạng á? Ai anh em thấy ai có điều kiện không? Hào quá, hào à. Đi ngủ rồi, đi ngủ. Rồi ba anh em nhá, ba anh em nhá. Em anh em chơi để cho Hào cày thuê nữa, Hào kiếm miếng cơm nữa chứ. Chơi suốt ngày. Hào nhắc đói luôn đấy. Đầu hết xương sống các bạn ạ. Hello anh em nhá. Hơi ào anh em ơi. Mày con bài long trời lở đất. Con bài tẩu. Đấy, anh em rút ra cho em ngủ ngon nhá. Lớn đầu lắm. Bye again, bye again. Dragon Lane Tower is under attack. Your tower has been destroyed. Our Slayer Lane Tower is under attack. Been destroyed. Kuiden-sama no tame nara donna gisei mo oshimimasen wa. Dark Slayer has been defeated. An enemy has been defeated. The enemy Dark Slayer has been summoned. Đừng đau anh em. Hinamatsuri no sakuramochi ga daisuki deshita. Heavy no totsugeki. クイレン様のためならどんな犠牲も惜しみませんよ。やっ。妖怪と契約しているからといって。ソロと同じ。ハレ。と同じ。ハレ。と同じ。 Nó sợ mình. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. The enemy Dark Slayer has been summoned. Hinamatsuri no sakuramochi ga daisuki desu. Heavy no totsugeki. Heavy no michibiki. Kono manga party no yokyou desu wa. Khổ quá, tay nó khỏe quá.
妖怪と契約しているからといって彼らと同じ側に立っていると。 Holy Dragon has been defeated. これでパーティーは一気にクライマックスですよ。やっとロイでは様のためならどんな犠牲も惜しみませんわ。蛇の突撃。ソロイ。ひな祭りは毎年祝うことができるが、こんなチャンスはまたとありませんわ。晴れ。契約しているからといって彼らと同じ側に立つ。桜刺し。この舞はパーティーの余興ですわ。クイレン様のためならどんな犠牲も惜しみませんわ。Nhanh nhanh đi, nhanh đi, câu 5-60 tiếng rồi đó. Đây rồi, đây rồi. Our infinite slayer is pushing. Hạ sớm vậy. Hạ sớm vậy. Mẹ cái gì mà chơi. Tem luôn. Sa, hina matsuri party no hajimari desu yo.